Hoan hỷ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy lộc tài. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, phần tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 5 âm lịch được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên, việc luận đoán sẽ chi tiết và chính xác nhất, giúp quý vị nắm bắt được thiên cơ và thời vận của mình. Từ đó sẽ có những kế hoạch hành động trong công việc được may mắn và thuận lợi nhất. Đồng thời, qua phần luận giải, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi, giúp quý vị có được cuộc sống thành công viên mãn như ý muốn. Sau đây là phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 5 âm lịch. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và trơ trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Xem tử vi tháng Bính Ngọ trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Nhâm Thân có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó, cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt, nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Nhâm Thân năm nay gặp phải sự kìm hãm từ hung tinh nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể là vì bạn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần cho chính mình thì bạn khó đạt được sự thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn. Đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc, bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng. Đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến cho những người tuổi Nhâm Thân đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Nhâm Thân dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 5 âm lịch này, các gia chủ Nhâm Thân dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả và nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư giả.
bạn cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một nguồn thu phụ dù không quá dồi dào, nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1992 không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ, chớ vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Người đã có gia đình, được sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Nhâm Thân cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Lộc Tài về tử vi của tuổi Nhâm Thân trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Thân. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an cho cuộc sống của bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.